Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Dạ, em cảm ơn mấy anh nhiều lắm. Trời ơi, mấy bạn ơi, bạn biết gì không? Hôm nay mình mới vừa ghé vô shop Hero để mình mua cho mình một cái ba lô mới. Bạn ơi, bạn coi nè. Đó, bạn thấy sau lưng mình có cái ba lô không? Đó, ba lô in hình Hero Team nha. Đẹp chưa, đẹp chưa? Cái ba lô này nè, là mình mua với giá là 12 kim cương các bạn ơi. Đó, mà bạn biết tiền ở đâu mình có mình mua không? Là đợt vừa rồi là Tết đấy bạn. Phong được lì xì quá trời luôn, cho nên là Phong quyết định chích một ít tiền lì xì ra để Phong gọi là vào shop Hero nữa bạn, để Phong mua cái ba lô ấy. Hay không biết là mấy bạn trong đợt vừa rồi các bạn được bao nhiêu tiền lì xì ha, chứ Phong mà Phong được nhiều lắm luôn các bạn ơi. Bạn coi nè, 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 6 cái bao lì xì luôn các bạn ơi. Rất là nhiều luôn nha. Mà mỗi bao lì xì đến tận 100 kim cương lận đó. Vậy có nghĩa là 100 nhân 6 là 600 kim cương. Đó, quá nhiều luôn. Hay, mình mới vừa mua cho mình cái ba lô nè, bây giờ còn dư rất là nhiều tiền. Chắc là mình sẽ đi ăn KFC để ăn mừng gọi là ba lô mới bạn ơi. Thôi đi ăn thôi, đi ăn thôi. Ủa Simmy, sao mày làm gì vậy? Ông bé ơi, bé muốn xin tư chị, bé không follow chị là không được rồi bé ơi. Trời, Simmy với Sammy đang quay TikTok hả? Trời là nè, tôi khoe ba lô nè, thấy ba lô mới không? Trời ơi, tiện lúc ra mà ông mua ba lô mới vậy? Trời, tiền lì xì của tôi nè, đợt vừa rồi tôi được lì xì quá trời luôn. Simmy với Sammy có được lì xì không? Có chứ nè, tôi lì xì có chứ. Tôi mua được cái váy kim cương nè, trời ơi, luxury độc quyền nghe. Wow, váy kim cương luôn. Simmy thì được bao nhiêu tiền lì xì? À, tôi thì tôi mua, giờ dùng tiền lì xì để tôi mua cái gậy nè, đó, đẹp không, đẹp không? Sao tự nhiên dùng tiền lì xì để mua cái gậy đó chứ vậy? À, tôi muốn này mốt mà cây ron rồi là dám chọc tôi lấy cái cây này tôi bông vô đầu cây ron cài đó. Tôi cảm thấy rằng là tôi cảm thấy là cây ron thật là may mắn khi có một người bạn gái giống như bạn. Xem cho mượn cái gậy đi mọi, cho mượn cái gậy chị làm công việc. Ủa mượn gậy gì ạ? Đầu kia Phong gì ta, nghe nói Phong mới cặp mới mà bảo còn dư nhiều tiền lì xì nhắm nhờ. Ôi cho xin ít tiền chơi đi bạn ơi. Ôi, nói em mua tiền để tôi mua cái vương miện, tôi đổi tôi thiếu tiền để tôi mua vương miện đúng không? Đó, cho xin ít đi. Ủa, gì kỳ vậy? Tính ra là Sammy có tiền thì Sammy tự mua đi, chứ tại sao Sam lại đòi tiền lì xì của Phong? Không phải là tôi đòi mà tôi giữ hồi không? Là ông mua tầm lâm rồi, vậy là mua nhiều thứ không có gì cần thiết thì ông bây giờ để tôi giữ dùm cho, tôi mua đồ cần thiết cho ông nè. Không có chuyện ở đâu. Trời ơi, tiền lì xì nè, tiền lì xì mà tôi đi chúc Tết rất là mệt tôi mới có được. Không có chuyện mà muốn đòi là đòi được đâu. Không chuyện ở đâu, cái này của tôi rồi. Ý da, trời ơi, bữa nay ghê ha. Mấy năm trước đưa tôi giữ tiền lì xì, năm nay không cho luôn. Trời ơi, bữa nay Phong gì tao giữ trời. Quánh Sam ơi, trời ơi, định giữ tiền lì xì để mua những thứ tào lao. Quánh luôn. Rồi, đứng lại, quay đưa tiền lì xì tôi không hả? Đưa anh. Cái này là tiền lì xì của tôi mà. Không, của ông cũng là của tôi. Hãy nên nhớ lì xì của ông là của tôi. Và tiền lì xì của tôi là của tôi. Nhảy vô chuồng heo, nhảy chuồng heo núp luôn. À, vô chuồng heo. Nó có một cái à. Trời ơi, quá trời. Trời ơi, Sim ơi, quá trời tiền lì xì nè. Thôi, cái gậy nè, cảm ơn em nha. Trời ơi, nhìn có cái gậy mà. Không có gì. Trời ơi, bạn ơi. Cần gì thì cứ bảo em. Mày quá bạn ơi. Mình có đến tận 6 cái bao lì xì mà mình đưa cho Sam có một cái à. Vẫn còn giữ được 5 cái. Nè, Sam ơi. Giữ. Con 6 bịch lì xì, con 6 bịch. Cái gì vậy? Ôi, bây giờ ông mà không đưa hết tiền lì xì ha, tôi nói nha, bây giờ trên người ông không còn mảnh vải che thân ông, tin ông, tôi lấy cái này tôi cắt nè, còn có mấy cái là lấy luôn đi. Đưa đi mệt, có đưa cho trung thực vô, đưa mà ăn gian nó dối là không được nghe. Này đem coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ủa sao 6 bịch vậy? Đủ chưa? Đủ rồi, có 6 cái à. Rồi thôi, đó thôi, thật thà thôi đó thôi. Bây giờ tôi cho ông ít tiền không xài nè. Đó, trời ơi, nhìn mặt cũng thấy tội nè. Không tèm nữa, lấy tiền lì xì của người ta xong rồi kêu cho người ta ít tiền xài cái đồ. Cho em xài. Ok chị trai, đó bây giờ chị cho em cục vàng xài được không? Đó ok. Tôi về rồi, tôi mát mẹ tôi rồi. Leo 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 leo.
trời ơi bạn ơi, tức quá à. mấy người đó ăn hiếp mình rồi còn lấy tiền lì xì của mình nữa bạn ơi. Thiệt luôn á, mình nói thiệt luôn á, thời luôn chưa bao giờ mình cảm thấy ghét Sammy như lúc này luôn bạn. Tiền Sammy lấy tiền lì xì của mình, Sammy xấu tính quá. Mấy bạn thấy Sammy có xấu tính không, nhớ bình luận ngay cho mình biết nha. Chứ mình thấy Sammy vậy là quá đáng lắm luôn á bạn. Rồi còn Simmy nữa, Simmy cũng a vua theo Sammy rồi lấy tiền lì xì của mình. Sao mà không tự đi xin tiền lì xì đi, lấy tiền của người ta. Tôi buồn quá, thôi tôi về nhà tôi đi ngủ. Trời ơi, ôi nhà còn cái giường nào đâu mà ngủ. Tính ra là tôi quên mất các bạn ơi, do là Phong lười biếng quá, Phong không trang trí nhà, bây giờ nhà Phong không có cái giường để ngủ luôn các bạn ơi. Trời ơi là trời. Thôi ngủ dưới đất vậy, tính lấy tiền lì xì á để mình mua giường ngủ, mà cuối cùng bây giờ mấy người đó lấy luôn tiền lì xì của mình rồi. Để cái ba lô ở đây đi, nằm đây ngủ vậy. Lạnh quá. Trời ơi, cái gì mà ồn ào quá vậy, không để cho người ta ngủ trưa vậy. Ủa tiếng gì ồn ào vậy ta? Ôi, ôi trời, cái gì vậy? Ôi, mấy cái người kia, mấy người là ai? Tại sao mấy người là ở trong nhà của tôi? Trời ơi, cái gì mà đông người vậy? Đi ra ngoài hết coi. Mấy cái người kia, đi ra ngoài đây. Ủa trời trời, mấy người ta nghe lời mình, ta ra ngoài thiệt luôn đó bạn. Ra ngoài đây nhanh lên, ra ngoài đây. Nè mấy người kia, mấy người là ai mà tự nhiên vô nhà tôi hả? Biết cái nhà của tôi chật chội đúng không mà vô nhà tôi cái gì mà đi theo tôi quậy, ra chỗ khác coi. Ui gì vậy? Ui mấy bạn ơi, mấy người này là ai mà tự nhiên cầm theo cây rìu mà còn đuổi theo mình nữa bạn ơi. Trời, chắc lẽ mấy người này muốn tấn công mình hả? Ê đừng đánh tôi mà, đừng đánh tôi. Mấy anh ơi tha tội cho em, tha tội cho em có làm gì mấy anh đâu em. Sao tự nhiên mấy người đó không làm gì mình nữa vậy? Ôi mấy anh ơi, ủa mình tưởng mấy người này đuổi theo mình để quýnh mình chứ ai về đâu đi theo mình xong đứng im vậy. Ủa có chuyện gì vậy ta? Ủa mình đi thử coi. Ủa ấy, ủa mà khoan, ủa trời ơi, tại sao trên người của mình lại mặc cái bộ đồ nhìn lão vậy? Sao đồ nhìn đẹp trai giống hoàng tử vậy ta? Ủa còn mấy cái anh này nhìn mặc đồ y hệt như là lính vậy các bạn ơi. Ủa khoan, ủa mình đi đâu người này cũng đi theo nè. Ủa đừng có nói là bây giờ mình đã trở thành hoàng tử rồi nha bạn, còn đây chính là mấy người lính của mình hả? Wow, trời ơi, mình ngầu dữ vậy ta, bây giờ mình có lính luôn. Vậy là có nghĩa là bây giờ mình đã trở thành hoàng tử trong làng Hero Team. Mình đã là hoàng tử sao? Wow, trời ơi, một chàng hoàng tử đẹp trai. Đã đẹp trai còn được làm hoàng tử nhà giàu nữa thì còn gì bằng. Trời ơi, các bạn ơi, sướng quá sướng luôn. Bây giờ mình đã được làm hoàng tử rồi. Vậy thì bây giờ binh lính này lại là thuộc về binh lính của mình. Có nghĩa là mình muốn sai mấy người là làm cái gì cũng được hết đúng không ta? Đâu để mình thử coi nha. À mấy anh lính này, đi theo tôi nhanh lên. Đi theo thiệt nè bạn ơi. Vậy là mấy người này sẽ bảo vệ cho mình đó bạn à. Ok, bây giờ mình được làm hoàng tử rồi, mình phải sai mấy anh lính này làm gì giờ ta? Tính ra mình là một hoàng tử thì mình phải có lâu đài đúng không? Nhưng mà mình đâu thấy đâu xung quanh đây đâu có lâu đài đâu ta. Mà chỉ có mỗi cái nhà của mình nè. Nhà của mình thì nghèo muốn chết luôn á. Nhìn nó vừa bé nè mà trong nhà còn không có đồ đạc hết trơn, không có nổi giường ngủ luôn các bạn ơi. À đúng rồi, mình có cách. Tại sao mình lại không sai mấy anh lính này xây lâu đài cho mình ta? Ừ ha. Ok, đâu để mình thử coi. À mấy anh lính, ngay bây giờ mấy anh hãy lập tức xây cho tôi một tòa lâu đài thật là to, thật là bự cho tôi ở nha. Nhanh lên nha. Rồi tôi cho mấy anh 1 phút 30 giây đó, xây đi. Phát lộc đầu năm nhận ngay lì xì may mắn. Tới Shop Hero để nhận ngay lì xì. Chương trình chỉ áp dụng duy nhất từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2 đối với tất cả khách hàng mua trực tiếp tại các hệ thống cửa hàng của Shop Hero. Wow, trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè, nguyên một cái tòa lâu đài to đùng luôn mấy bạn ơi. Ôi mà mấy anh lính này xây nhanh ghê nha. Mình cho mấy ảnh 1 phút 30 giây, đúng 1 phút gọi là 29 giây thôi. Còn thiếu 1 giây nữa là mấy ảnh xây xong luôn cái tòa lâu đài cho mình rồi, dư luôn các bạn ơi. Wow, cái tòa lâu đài bự mà đẹp dữ ta. Ủa còn gì đây? Ngai vàng. Wow, vậy là cái chỗ này sẽ là chỗ mà mình ngồi hả? Ui, vậy là mình chính là vua sao? Wow, trời ơi, không những là hoàng tử mà còn được làm vua nữa bạn ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn coi mình ngầu quá bạn. Ngầu ơi là ngầu luôn đúng không? Còn bên dưới là rất là nhiều lính luôn bạn ơi. Còn mình ngồi đây trên một cái ngai vàng được làm bằng kim cương. Ôi trời ơi, mình đúng thật là một chàng hoàng tử hạnh phúc nhất trong cái ngôi làng này rồi. Hai, bây giờ là mấy anh lính có mặt ở đây hết rồi. Thì tôi xin tuyên bố là tôi chính là hoàng tử của cái ngôi làng này. Cho nên là mấy anh gọi là sao gì ta, mấy anh phải gọi là cung kính, gọi là phục vụ cho tôi hiểu không? Đó, tôi muốn ăn gì mấy anh phải lấy đồ ăn cho tôi nha. Đó, nhớ nha.
Hey, bây giờ tự nhiên cũng thấy đói bụng quá ta. Mà khoan, sao mà mình tự nhiên mình nhớ cái chuyện gì đó hồi sáng nay mà mình tức quá mà mình chưa có gọi là trả thù được, hình như có một cái chuyện gì đó phải không ta? Đúng rồi, mình nhớ rồi bạn ơi. Hồi sáng nay bà Simmy với bà Sammy gọi là ăn hiếp mình, lấy hết tiền lì xì của mình. Hồi nãy mình đói bụng, mình tính lấy tiền đi để mình mua đồ ăn, nhưng mình sực nhớ ra là mình không có còn tiền nữa. Thì mình chợt nhớ ra là Simmy với lại Sammy đã lấy hết tiền lì xì của mình. Thôi được, bây giờ tôi đã là hoàng tử của cái ngôi làng này rồi. Tôi sẽ trả thù hai người bởi vì dám lấy tiền lì xì của tôi. Mấy bạn hãy coi mình trả thù hai người đó như thế nào đây. Mấy anh lính ngay lập tức gọi là đi theo tôi, đi qua bên nhà Sammy để gọi là sao ta, trừng trị Sammy về cái tội gọi là dám ăn hiếp tôi, lấy hết tiền lì xì của tôi. À, ok, tôi là hoàng tử, mấy anh phải nghe lời tôi nghe chưa. Nhanh lên. Hey, bây giờ là mình sẽ qua bên nhà của Sammy để mình trả đũa cái vụ mà Sammy dám gọi là gì ta, lấy hết tiền lì xì của mình các bạn ơi. Để vô nhà coi. À, đây rồi, thấy Sammy đây rồi. À, nhấn chuông nè. À quên, vui cần nhấn chuông. Mở cửa đi vô luôn. Quay Sammy. Ủa ai vậy? Ủa chú cha, trời ơi, Phân Cận bữa nay đẹp trai dữ hen, mặc đồ cosplay thành hoàng tử đồ bên giáp. Cosplay cái gì mà cosplay? Hôm nay tôi không phải là Phong Cận của Sammy nữa, mà tôi chính là Phong Cận hoàng tử đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft. Bây giờ là ta đến là phải xưng là ta ơi, mới đúng. Tôi nói thật luôn, ông đọc chuyện vừa tôi tự nhiên khoác lên người bộ gì ta, bộ hoàng tử, xong ông cuối cùng nghĩ ông hoàng tử không bị khổng không. Nói gì? Ngươi nói gì? Ngươi nói gì? Lính của ta nè, ngươi không thấy lính của ta sao? Bây giờ ngươi tin ta kêu lính của ta phá nhà ngươi không? Hả? Trời ơi, thuê mấy ông này chắc 100.000 người xong qua đây phá làng quá sớm tôi hả? Vậy hả? Lính đâu? Mau phá nhà Sammy cho ta! Nhanh lên! Mấy anh ơi, trời em có mắt mà không có cơm, xin lỗi mấy anh nhiều, đừng phá nhà em nữa, anh phá nhà em làm khóc cả ngày mấy anh ơi, trời ơi đừng phá nữa. Mấy bạn thấy chưa, đây chính là gọi là hậu quả của cái việc dám chống lại hoàng tử Phong Cận đó. Thôi được rồi, để ta vô nhà ngươi xem coi nhà ngươi có gì đặc biệt không. Trời ơi, không vô nhà tôi kéo người ta vô chi vậy. Trời ơi, một cái vương miện được làm bằng vàng. Wow. Ê, quê, cái này em được à. Cái này tôi mua đắt tiền nó không có động được nghe. Cái này mới đắt mua tiền luôn rồi sao? Đắt tiền rồi sao? Đắt tiền nhà ta không được lấy sao? Ta là vua mà, lấy luôn. Đội lên coi. Wow. Đẹp trai. Bây giờ sao? Bây giờ có đưa vương miện không? Không đưa vương miện ta kêu lính của ta phá nhà tiếp á. Lính đâu phá nhà đi. Dạ, biết rồi, dạ ông nội, trời rồi, không được có đập nhà nữa, đập nhà là ra ở bụi, không có nhà ở đâu, đừng có đập nhà nữa. Thôi được rồi, bây giờ ta nói ngươi nghe nè, ta đã có lính ở đây rồi, nhưng mà ta vẫn còn đang thiếu người hầu, một cái người mà biết nấu ăn, như ta biết giặt quần áo đó, để gọi là nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp cái tòa lâu đài cho ta, cho nên ngươi hãy mau làm người hầu cho ta đi. Nè, tôi hầu chị ông quá đáng rồi nha, hầu chị ông vô nhà tôi ăn cắp xong bây giờ ông bắt tôi làm ô sinh ông là sao vậy? Nè, bà nói gì cơ, bà kêu tôi ăn cắp á hả? Nè, tôi nói cho bà nghe nha, tôi đã là vua rồi, thì tất cả mọi thứ trong làng này đều là của tôi hết, bà nghe rõ chưa? Hả? Bây giờ hãy mau gọi là đi làm người hầu cho tôi đây. Không thôi tôi kêu lính của tôi phá đó. Phá đi lính này, phá đi. Tôi rồi, được rồi, tôi sẽ làm theo ý ông. Nhưng mà đừng có đập nhà tôi được không? Nhà tôi bây giờ còn gì đâu mà đập ông ơi, được không? Thôi được, vậy là bây giờ là Sammy đã trở thành Oshin. Trời ơi bạn ơi, được trả đũa rồi, vui quá bạn ơi. Thôi được rồi, đi theo ta nhanh lên. Nè, đi theo ta nào lính. Bạn Oshin đi theo ta luôn nào. Ủa có xe rước không? Có xe Lamborghini tới rước tôi không? Có xe nào rước tôi không vậy? Không có xe, tôi đi bộ thôi. Thôi đi nhanh lên. Trời ơi, vua mà nghèo vậy, vua có xe rồi. Ủa kệ tôi nghèo kệ tôi nè, tôi cưỡi gấu luôn à. Tôi không có cưỡi xe, tôi cưỡi gấu là được không? Tôi cưỡi gấu. Mèo Simmy à. Thôi được rồi. Bây giờ là qua nhắc đến mèo Simmy. Vẫn còn mèo Simmy, mình vẫn chưa kịp trả đũa bạn ơi. Bây giờ sẽ tới lượt mèo Simmy. Đi thôi. Bây giờ ta lại tiếp tục đói bụng nữa rồi. Binh lính, hãy cùng ta đi qua bên quán của mèo Simmy để gọi là ăn đồ ăn nào. Đi qua đây nhanh lên. Để xem coi Simmy đâu ta. À, Simmy đâu rồi? Simmy ơi. Sammy, ai mau kêu đó? Sammy mau vào trong đó kêu Simmy ra đây cho ta nhanh lên. Dạ, thưa đức vua. Simmy ơi. Cốc. Hello Sam. Hello, cái gì mà hello? Nè.
Ngươi nhìn thấy ta là đức vua mà ngươi không chào ta sao? Hả? Đúng rồi, xin ơi, cúi xuống chào đức vua đi. Trời ơi, quỳ xuống, căng xuống, bò xuống, chào đức vua đi. Chào Phong Cận. Chào Phong Cận hả? Dám nói là chào Phong Cận hả? Hôm nay ta chính là đức vua của ngôi làng này. Nhầm, đức vua chứ phải đất vua. Nhầm, ta là đức vua của ngôi làng này. Cho nên á là ngươi phải quỳ xuống để coi là chào ta. Còn nếu không thì binh lính đâu phá quán cho ta, đập cái nhà luôn. Ủa nhiên qua đây chưa làm gì mà đòi đập quán tôi rồi, rồi sao? Rồi đất vua Phong Cẩm qua đây làm chi vậy? Hôm nay á, ta đói bụng rồi. Ta đến đây là để gọi là thưởng thức những món ăn ở quán này. Mau mau đem một bàn thức ăn đầy đồ ăn cho ta nhanh lên. Thưởng thức sao? Đúng rồi. Nếu mà vua rồi thì chắc là rất là giàu. Đã, cho coi. Chị biết đây, chị sẽ đưa những danh sách mà vua cần ăn. Vua ăn rất là khiêm tốn, ăn khó ăn lắm nên em phải chuẩn bị thật kỹ nha. Ok. Hộp thịt lộn. Đó. Rồi gì ta gà rang muối. Đó. Rồi cua hoàng đế Alaska, tôm hùm. Đó. Xương xương hả? Đúng rồi. Kêu hết cái menu luôn. Rồi nói chung là những món ngon vật lạ đưa hết cho vua đúng không? Đúng rồi. Đúng vậy. Tất cả những món ăn nào ngon nhất bơi ra đây hết trơn cho ta. Thịt khủng long, thịt dâu, thịt thu, cao cổ, thịt gì cũng được đem hết đây. Tôi biết là mấy cái bò đấy cũng ngon ấy, nhưng mà nghĩ sao bây giờ đem thịt khủng long cho ngươi ăn gì vậy? Trời đất ơi. Quỷ thật ơi, làm vua chứ phải làm gì đâu. Trời ơi. Em mời vua, mời vua. Mọi người ơi, sao mình thấy là Simmy hơi láo láo rồi các bạn. Có khi nào giờ mình gọi lính của mình gọi là phá quán Simmy luôn không? Chứ Simmy hơi bị láo toát rồi các bạn. Hơi tức rồi nha. Xin lỗi nhà vua đây. Mời vua ngồi. Tôi rất quỷ vua. Tôi có định đem ba ghế cho nhà vua ngồi luôn á. Đó. Vậy được. Rồi đem đồ ăn cho ta đi. Rồi xin mời nhà vua thử thức vật ngon thể lạ đưa cho vua hết. Đó, trời mấy cái món đi. Gì đâu mà nhìn nó phèn quá vậy. Cái món gì đâu nhìn phèn quá vậy. Tôm hùm rồi cua hoàng đế của ta đâu. Trời ơi, vậy không vua biết. Bình tĩnh. Mấy cái này là đồ người ta xay, người ta rang ra muối hết rồi, người ta rải hết rồi. Đó toàn là cua tôm hùm đó, chỉ là hình dạng bánh ngọt. Thôi được. Mời vua. Để ta xem coi cái này là đồ ăn được làm từ tôm hùm với lại là cua sao. Ok, được. Thôi được, để ta thử thử món này coi. Không được, vua không được. Trời. Trời, dở ẹt. Cái gì đâu mà quán bán đồ ăn dở ẹt. Thấy ghê. Để thử cái miếng pizza này. Từ vua, để em thử đọc. Trời. Vua không thể nào ăn trước được. Để tôi ăn trước. Tôi phải ăn trước. Đi ra. Trong làng này không có ai dám gọi là hãm hại đức vua hết. Cho nên là cứ để ta ăn, khỏi cần phải thử đọc. Ok. Tí vua đau bụng rồi nói tôi nghe. Đó, tôi nói trước. Cũng ngon đó, ok. Ủa, không nhầm, dở ẹt. Dục, dở ẹt à. Nè, chổi nè. Dở ẹt, đồ ăn gì đâu, dở ẹt. Cái gì mà chổi thức ăn tùm lum vậy ngài. Để thức ăn gì, cái gì bằng vậy. Trời ơi. Để thử này coi. Trời ơi, bánh này bánh gì hả? Bánh này là bánh bông lan. Trời ơi, bánh bông lan gì đâu mà ăn y hệt như bánh bông lan vậy hả? Trời ơi, dở ẹt quá, dở luôn. Cái này là cơm gì đây? Đây, giới thiệu với ngài, đây là cơm tấm sườn bị chọa. Nghe nghe nó nặng lời quá ta. Người ta là cơm tấm sườn bị chả. Con này sơ cơm tấm sườn bị chọa. Nghe nó hơi nặng lời. Hơi loại chọa đó. Ok, đâu đang thử rồi. Trời, dở ẹt. Đồ ăn quá dở. Ta không thích ăn những món này nữa. Hả? Ủa, chính thế ngài sẽ ăn cái gì này? Trời đất ơi, khó ăn. Chưa bao giờ một đức vua đẹp trai như ta phải ăn những cái món ăn dở ẹt như thế này. Ta không thích nữa. Tôi kêu tôi đẹp trai, bà dám ói hả? Ói hả? Thần đang tập thể dục, hoặc là gì tập thể dục. Đó, đang tập dục cổ. Đó, có cái giọng thêm cho nó hay á. Đó, đang tập giọng. Mình có trò để cho anh Simmy rồi các bạn ơi. Bây giờ á, những cái món ăn mà nhà ngươi nấu á, ta ăn ta không thấy món nào ngon hết trơn. Cho nên á, bây giờ á, ta nhìn thấy mé mưa nè, nhìn cũng ngon á. Mau mau đem mé mưa bỏ vô nồi nấu cho ta ăn đi. Hả? Gì mà đem mấy mưa vô nồi nấu? Ê, đất vua, tôi nói cho ngài nghe. Dù vậy là tôi có thể nấu tất cả mọi món ăn cho ngài, nhưng đây là bé mưa của tôi. Tôi không thể nấu cho ngài ăn được. Cô ấy là bạn của tôi. Không được. Không nấu hả? Ta là đức vua mà ngươi cũng dám gọi là cãi lời ta sao? Để ta đem nó nấu luôn. Trời ơi. Được rồi. Ngươi muốn làm đức vua đúng không? Được rồi, ta cho ngươi làm đức vua luôn. Giúp đủ cái mưa ăn. Này thì đức vua không muốn sao hả? Nè, ta
nói cho ngươi nghe nha. Cố ngươi lên, cố lên. Ta chính là đức vua nha ngươi, mà làm gì ta là lính đánh ngươi đó. Ông thử động cho bé mưa tôi một cọng lông lên. Lên ốc luôn nè, đức vua hả? Hả? Trời ơi. Cái gì mà cái gì mà sao mà mấy thằng lính nó nhìn thấy Simmy cầm cây xong mới chạy theo mình luôn bạn ơi, nó không dám. Lính nó không bảo vệ gì ta vậy? Trời ơi. Simmy ơi, Simmy ơi, làm ơn tha tôi đi bạn. Làm ơn tha tôi đi bạn. Ôi trời. Ôi trời ơi mấy bạn ơi. Ôi, hóa ra là chỉ là giấc mơ thôi sao? Mà hồi nãy hình như mình nằm mơ mình thấy mình được làm vua, rồi sau đó là mình qua bên đó mình bắt nạt Simmy với lại là Sammy, xong rồi mình bị Simmy quýnh quá trời luôn. Trời ơi. Hóa ra chỉ là giấc mơ thôi sao? Ôi, nhưng mà đúng là Simmy với Sammy dữ như bà chằn vậy bạn ơi. Dù mà mình là vua thì mấy bà vẫn gọi là vẫn ăn hiếp mình được. Thôi luôn á, mấy bà này dữ thiệt luôn á. Thôi, chắc là mình nghĩ là coi như là thôi tiền lì xì chắc mình cho mấy bà luôn đi, chứ không có còn cơ hội để trả thù đâu. Ngay cả khi mình làm vua mà mấy bà còn đáng sợ như vậy nữa mà. Bây giờ còn lâu mình mới đòi lại được tiền lì xì. Ôi trời ơi, sợ cũng chết luôn trời. Thôi, mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi. Mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn thích video này đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha các bạn nha. Còn bây giờ mình thôi, chắc là mình cuốn gói mình về quê luôn các bạn ơi. Mình không thể ở trong đây được nữa rồi. Cái làng này đáng sợ quá. Có mỗi mình Simmy với lại Sammy thôi mà đã ăn hiếp mình gọi là kinh khủng thế này rồi. Mấy mốt mà có thêm bà Mimi với lại bà Camui vô nữa thì chắc là mình bị đánh bờm đầu luôn á. Thôi mình về quê sống đây các bạn ơi. Đáng sợ quá.